Xin chào các bạn, đây là một mẫu bao da chuyên trị chống rơi cũng như là thuộc dạng bao da bảo vệ tốt nhất của UAG dành cho iPad Pro bản 2018. Một chiếc bao da đã đạt chuẩn chống sốc theo cái chuẩn quân đội của Mỹ, dòng Metropolis. Phiên bản đầy đủ thì sẽ có 3 màu, đó là màu xanh, màu đen và màu đỏ cho cả iPad 11 inch cũng như là 12.9 inch. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ và sản phẩm thì được hoàn thiện tại Trung Quốc. Đây là phiên bản to hơn 12.9. Mình sẽ mở hộp để giới thiệu các bạn. Nếu bạn cần một chiếc bao da bảo vệ thuộc hàng thực sự tốt cho chiếc iPad của mình khi có trẻ nhỏ dùng iPad hay là mình vô tình làm rơi thì UAG luôn là một dòng bao da đầu tiên các bạn nghĩ đến. Đây, bạn thấy UAG có một thiết kế hầu như là không thể nhầm lẫn với những dòng thương hiệu khác. Những cái thiết kế trông nó khá là gần guốc với cái nguyên liệu và chất liệu là chất liệu độc quyền của UAG. Mặt trước, mặt sau thì có quai cài nam châm để giữ mặt trước nó không bị bong ra. Ở bên trong, đặc biệt nhất của chiếc bao da này là cái khung nhựa mềm này. Đấy, thông thường thì các mẫu khác sẽ làm nhựa cứng nhưng mà UAG sẽ làm một chất liệu mềm độc quyền với những rãnh thoát nhiệt chống nóng. Ở đây còn có khay để các bạn có thể cắm bút được nữa. Đây. Cái thiết kế khung nhựa này rất dày và khả năng đàn hồi cực kỳ tốt. Còn mặt trước của nó là một loại chất liệu sợi độc quyền của UAG giúp giảm chấn cho màn hình khi có va chạm và đặc biệt cái sợi này sẽ cực kỳ dài, hầu như là không thể rách được với cái chất liệu này của UAG. Chiếc bao da này cũng sẽ giúp bạn dựng máy nghiêng nhiều góc để mình khi sử dụng nó thuận tiện hơn. Đây là một sản phẩm rất xịn. Trên thị trường hầu như rất ít những cái thương hiệu sánh cùng đẳng cấp với UAG. Các góc, bốn góc thì được làm lồi lên để khi có rơi rớt hay va chạm nó sẽ đỡ cho chiếc iPad của mình tốt hơn. Bên trong cái mặt trước thì có lót nỉ. Cái chất liệu này trông nó rất là sang và rất là sạch. Mặt lưng cũng rất là ngầu nữa. Đây là một cái phiên bản khác màu đen. Đây là phiên bản màu đen. Rất khác biệt với những sản phẩm của UAG. Bao da này cầm trên tay thì nó sẽ hơi nặng một tí xíu. Nhưng mà nó vẫn khá là gọn. Và các bạn thấy thì có vẫn cái khay cũng như quai cài để bút. Đây là tính năng dựng được máy nhiều góc để các bạn hỗ trợ các bạn khi làm việc. Đầy đủ có 3 màu. Độ đây là màu đỏ. Đây là màu đen. Và cuối cùng chúng ta có màu xanh. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.